Tại sao nên đặt tiệc tất niên sớm? Đặt tiệc tất niên vào thời điểm này có phải là quá sớm? Hoàn toàn không. Trái lại thì đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn lên kế hoạch cho một buổi tiệc tất niên công ty thật hoàn hảo và ấn tượng. Đặt tiệc tất niên sớm không chỉ giúp bạn tránh được sự quá tải vào dịp cuối năm mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Lên kế hoạch sớm cho phép bạn lựa chọn thời điểm và địa điểm lý tưởng, đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo và tối ưu hóa ngân sách. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo để tổ chức tiệc tất niên thì chắc chắn nhà hàng quá ngon là một lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Với thực đơn phong phú, từ set menu tiệc à la carte đến các món đặc sản hải sản tươi ngon và món chay, quá ngon đáp ứng mọi sở thích ẩm thực của khách hàng. Không gian sân vườn rộng rãi và hệ thống phòng VIP riêng tư kết hợp với dàn karaoke chất lượng tạo nên bầu không khí vui tươi và ấm cúng cho bữa tiệc. Quá ngon không chỉ nổi bật với dịch vụ chất lượng và phong cách sang trọng mà còn có mức chi phí hợp lý, phù hợp với mọi doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà hàng còn cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc ngay tại công ty, mang đến sự tiện lợi và thoải mái tối đa. Đa dạng tiệc bàn tròn truyền thống, bàn dài, buffet đáp ứng được mọi nhu cầu của công ty, doanh nghiệp. Đặt tiệc tất niên sớm tại Quá Ngon để trải nghiệm một bữa tiệc cuối năm đáng nhớ và trọn vẹn.